Bất động sản Phan Hảo, Bà Rịa Vũng Tàu. Mấy anh chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại mặt tiền đường nhựa của trung tâm thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mặt tiền đường nhựa thông luôn ha. Kế bên mình là có cái triển lãm nghệ thuật đây nha quý anh chị. Ngay đây là trường học đây ha. Và hướng ngược lại đây là ra ngay trung tâm của thị trấn Đất Đỏ và vòng xoay Đất Đỏ đây nha quý anh chị. Tỉnh lộ 52 nè. Thì hôm nay em có sản phẩm là mặt tiền đường nhựa kinh doanh buôn bán mặt tiền đường nhựa tiêm vàng luôn nha quý anh chị, kinh doanh buôn bán tốt luôn ha. Thì lô đất của mình là ngang từ mấy nhà đó, qua mấy rào đây ha, là 11 m, sâu vào trong là 24 m, chủ đã lên 60 m thổ cư, phủ hồng toàn bộ, xây dựng tự do nha, mà giá chỉ có 2 tỷ 150 thôi nha quý anh chị. Đó, anh chị nào quan tâm cái sản phẩm nằm ngay trung tâm của thị trấn Đất Đỏ thì inbox liền cho em. Đó, kế bên mình đây là có một cái triển lãm nhà vườn đây khá là lớn đây ha. Bây giờ em sẽ quay ra ngay tỉnh lộ 52, ngay vòng xoay đây nha quý anh chị. Cách khoảng tầm hơn 100 m đây. Khá là gần. Đường nhựa này có thể kinh doanh buôn bán được nha quý anh chị. Vừa ở vừa kinh doanh được luôn ha. Đây, lô đất mình đây. Trường học, chợ, ủy ban, nhà thờ khá là gần nha quý anh chị. Đi biển cũng khoảng tầm 10 km là đến ha, khá là gần, đi khoảng tầm 10 phút là đến biển Phước Hải nha quý anh chị. Khu dân cư kính luôn. Bên này là cái trạm y tế đây quý anh chị ha, trạm y tế của thị trấn Đất Đỏ đây nha quý anh chị. Còn đây là tỉnh lộ 52 nè. Đó, hướng này là đi về ngay vòng xoay của Long Tân ha, về chợ Long Tân, đi về đó Bạc Châu Đức nha quý anh chị, đi hướng này. Còn hướng này là lên ngay vòng xoay Đất Đỏ này. Đó, đi về biển Phước Hải, cách biển Phước Hải khoảng tầm 10 phút đi xa nha quý anh chị. Đó là trường học, ủy ban, ngân hàng, rồi nhà thờ đây ha, khá là gần. Mình đi vào ngay trường học, trường tiểu học Nguyễn Thị Hoa đây nha quý anh chị. Đó, thì anh chị nào quan tâm cái sản phẩm của thị trấn Đất Đỏ thì inbox cho em. Em xin nói là cái diện tích lô đất của mình là ngang 11, sâu 24, chủ đã lên 60 m thổ cư, xây dựng tự do, giá chỉ có 2 tỷ 150 triệu thôi. Rồi để em quay cái sổ và soi quy hoạch cho anh chị xem ha. Mặt tiền đường nhựa mình có thể kinh doanh buôn bán được luôn nha quý anh chị. Đó, đi vào đây. Đây cái sổ mình đây nha quý anh chị, chủ chụp mà hơi mờ tí ha. Thửa đất số là 26 tờ bản đồ 126, địa chỉ thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 269,3 m². Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 60 m thổ cư, còn lại cây lâu năm ha, thời hạn đất ở lâu dài. Và đây là cái thửa của mình quý vị ha. Đất của mình là quay về hướng Tây, anh chị nào hợp hướng Tây thì inbox cho em ha. Mặt tiền đường nhựa này, để em soi quy hoạch cho quý vị xem. Quy hoạch của mình quý anh chị, ngang 11 m, sâu là 24 ha, phủ hồng toàn bộ. Tổng diện tích là 269,3 m² ha, đất ở đô thị hết luôn nha quý anh chị. Thì anh chị nào quan tâm cái sản phẩm mặt tiền đường nhựa của thị trấn Đất Đỏ này thì inbox cho em ha. Khu dân cư đông đúc, tiện ích xung quanh nha quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh.